Sở Sở, từ đây trở đi cô sẽ ở trong phòng này. Căn phòng này... Sở Sở, có phải cô nhớ được gì rồi không? Dương gia sao lại hỏi vậy? Tôi phải nhớ là những gì à? Bộ Dương thấy biểu hiện vừa rồi của cô giống như có cảm giác gì đặc biệt với căn phòng này vậy. Tôi chỉ cảm thấy căn phòng này lạ thật, hình như không ăn nhập gì với Dương phủ vậy. Căn phòng này lẽ ra bổn Dương xây cho Thiên Tam, cho nên bổn Dương cố ý cho người bố trí nơi đây giống y như là phòng của Thiên Tam ở kinh Yên Thúy Liễu vậy. Ồ, thì ra là vậy. Dương gia đối với tỷ tỷ thật là tốt. Dù sao cô không biết khi nào Thiên Tam mới đến. Sợ sợ, cô hãy cứ tạm thời ở đây đi. Chưa rồi bổn Dương đưa Sở Sở tới phòng của Thiên Tam. Tuy biểu hiện của cô ấy dường như chưa từng thấy căn phòng đó, nhưng cậu lại biết đặt những vật để trên bàn phấn và vị trí cũ. Và tư thế chải tóc của cổ giống y như Thiên Tam vậy. Dương gia làm như vậy là muốn giúp cổ hồi phục trí nhớ, quả nhiên có hiệu quả. À phải rồi, chuyện bổn Dương bảo ngươi điều tra có kết quả chưa? Hồi Dương gia, Tam Bảo đã thăm dò ngôi làng mà Sở Sở cô nương nói cậu lớn lên ở đó, giống không có ngôi làng như vậy tồn tại. Nói như vậy là mọi thứ đều là do cổ hư cấu ra. Nếu Sở Sở cô nương mà chúng ta thấy là do bệnh thất tâm phong của Thiên Tam nương tạo ra, thì cổ vì muốn làm bản thân trở thành Sở Sở thật sự, cho nên mới hư cấu ra tất cả hoàn cảnh mà Sở Sở trải qua. Như vậy chứng minh người ở trong phủ hiện giờ không phải là Sở Sở mà là Thiên Tam. Nhưng nếu như muốn làm Thiên Tam nương trở lại bình thường, e là không phải dễ dàng. Cô ở đây, bổn Dương đi tìm cô khắp nơi. Dương gia tìm tôi có chuyện à? Có thứ này bổn Dương muốn tận tay giao cho cô. Viên đá thủy tinh này, tối hôm cô ngất xỉu đã rớt ra từ trong người của cô. Rớt ra từ trong người của tôi? Tôi đâu có viên đá như vậy chứ. Viên đá này là trước khi bổn Dương rời khỏi kinh sư đã chính tay tặng cho cô. Tỷ tỷ Thiên Tam của cô, viên đá của tỷ tỷ sao lại ở trên người của tôi? Cho nên ta cũng muốn hỏi cho rõ. Còn nữa, tại sao trên viên đá lại có vết máu? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Dương gia phải hỏi tỷ tỷ mới phải, sao lại hỏi tôi chứ? Vì cô chính là Thiên Tam, Thiên Tam chính là cô. Không phải, Dương gia ngài nhầm lẫn rồi. Tỷ tỷ là tỷ tỷ, còn tôi là Sở Sở. Nếu cô không phải, tại sao sau lưng của cô lại có hình xăm phi ưng chứ? Hình xăm phi ưng? Không chỉ có hình xăm phi ưng, còn viên đá này nữa, đủ để chứng minh cô chính là Thiên Tam. Không phải, tôi là Sở Sở mà. Hình xăm đó chỉ là tôi nhất thời ham chơi nên xăm giống y như tỷ tỷ tôi thôi. Vì viên đá này cô giải thích thế nào đi? Thực ra đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ lại đi, hãy cho ta biết đi. Xin đừng ép tôi mà. Thiên Tam là tỷ tỷ của tôi, còn tôi là Sở Sở. Cô cho ta biết đi được không? Hãy cho ta biết đi. Tôi thật tình không nhớ. Nhưng mà đừng ép cổ. Dương Phi à, người hãy tin tôi, tôi thực sự không nhớ gì hết. Muội yên tâm đi, tỷ tin muội. Tiểu Lan à. Dạ. Đưa Sở Sở cô nương về phòng nghỉ đi. Sở Sở cô nương, chúng ta về phòng thôi. Tại sao cô ấy luôn không chịu nhận mình là Thiên Tam chứ? Ghi qua rất hiểu tâm trạng của Dương gia, nhưng Dương gia cũng nên thông cảm cho Thiên Tam nương. Một nữ nhi như cổ ngàn dặm xa xôi từ kinh sư tới Bắc Bình, trên đường không biết đã gặp phải chuyện gì. Có câu dục tốc bất đạt, Dương gia càng ép cổ thì càng phản tác dụng thôi. Hay là cứ từ từ vậy? Sở Sở, muội đừng bao giờ trách Dương gia. Người chỉ là quá lo cho tỷ tỷ của muội mới như vậy mà thôi.
Nếu Dương gia có chỗ nào làm cho mùi phải khó xử thì tỷ thay người xin lỗi mùi. Thật ra mùi cũng hiểu được tâm ý của Dương gia. Chẳng qua mùi không tài nào hiểu được tại sao người cứ cho mùi là tỷ tỷ chứ. Mùi yên tâm đi, bất luận mùi là Sở Sở hay là Thiên Tam cũng được, tỷ cũng sẽ xem mùi như em ruột của mình vậy. Tóm lại mùi cứ yên tâm ở lại Yến Dương phủ này đi, chuyện sau này từ từ rồi ta tính ha. Dương phi nương nương thật là tốt với muội. Đã nói mình xem nhau như tỷ muội, còn gọi tỷ là Dương phi gì chứ. Nếu muội không ngại, có thể gọi tỷ là Nghi Hoa tỷ tỷ. Ừ. Hai cô coi tôi mua gì nè. Cha, Cao Hoa cô nương mua nhiều bắp như vậy để làm gì? Dương phi nương nương từng nói với tôi là Tam Bảo thích ăn bánh bắp nướng nhất, cho nên tôi mua ít bắp để có thể làm thêm nhiều bánh bắp cho huynh đấy ăn đó mà. Vạn thọ du cương. Vạn thọ du cương. Vạn thọ du cương. Vạn thọ du cương. Mọi việc thuận lợi chứ? Tôi đã hành sự theo kế hoạch. Yến Dương đã tin tôi là tỷ tỷ bị bệnh thất tâm phong, còn có ý giúp tôi nhớ lại chuyện trước đây nữa. Làm tốt lắm. Có điều cô phải nhớ rằng, đối phó với Chu đệ nhất định phải lấy lùi làm tiến, vừa xiết vừa thả, không nên quá nóng vội tự xà vào lòng, như vậy sẽ khiến cho hắn sinh nghi. Tôi sẽ cẩn thận. Nay trên dưới phủ Yến Dương đều không có tâm đề phòng cô, có thể bắt đầu tiến hành tra tìm chứng cứ tạo phản của Chu đệ. Ông dám chắc là Yến Dương có ý đồ tạo phản? Chỉ nội việc Chu đệ giả điên giả khùng trốn khỏi kinh thành, đủ thấy tâm địa của hắn khó lường. Thử hỏi một đại tướng quân chinh chiến xa trường, giết địch vô số, sao thình lình lại siêng năng việc làm nông chứ? Mấy hôm nay tôi âm thầm điều tra, phát hiện khu vực hạ du sông ở gần nông trang Yến Dương phủ khi không có rất nhiều cá chết. Tôi nghi ngờ Yến Dương xây dựng nông trang đó là che đậy bí mật không muốn cho ai biết. Nông trang? Chẳng lẽ số cá này chết là có liên quan đến nông trang thật? Sở Sở, cô ở đây làm gì vậy? À, lúc nãy tôi muốn tìm giếng múc nước để giặt đồ, nhưng không ngờ không tìm được, cho nên muốn lấy nước sông để giặt. Giếng nước ở bên cạnh nông xã mà. Vậy sao? Chắc là tôi không thấy. Bổn Dương còn tưởng là cô đi đâu nữa chứ. Thật ngại quá, khiến Dương gia lo lắng. Thiên Tam. Thiên Tam. Dương gia, ngài nhầm lẫn rồi. Tôi không phải là tỷ tỷ, tôi là Sở Sở. Rõ ràng nàng là Thiên Tam. Rồi sẽ có một ngày nàng nhất định nhớ lại.